Vâng, xin kính chào các bạn. Sáng ngày hôm nay trời Bình Phước đang mưa này các bạn. Và ở nhà tôi sẽ vào bếp nấu cho gia đình một món ăn, đó là gà rán KFC nhé. Rất là hiện đại. Này các bạn thấy trời đang mưa không? Trời mưa đầu mùa này các bạn. Đó. Bây giờ tôi mời các bạn hãy vào bếp cùng tôi nhé. Để chế biến món gà rán rất là ngon và hiện đại này nhé. Vâng, đây là những nguyên liệu để chế biến món gà rán theo kiểu là KFC cho các bạn. Đây là gà nhà nhé, gà nhà nuôi đó các bạn. Sáng nay hôm nay là mới làm con gà này, gà trống này các bạn. Và tôi sẽ chiên đùi và cánh. Đây là nguyên liệu là sữa không đường nhé các bạn. Hai nữa là bột chiên xù. Đây là bột mì nhé. Đó, tinh bột mì đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ vào bếp chế biến cái món gà rán này nhé các bạn. Giờ chúng ta cho gà vào ha. Cho đùi và cánh gà vào để chúng ta sát qua muối, rượu và hành tím nhé các bạn. Đó. Các bạn nhớ sát cho kỹ để là gà nó không còn cái chất tanh gà nữa. Rửa gà sạch sẽ rồi là giờ chúng ta dùng một cái vật nhọn nhé các bạn. Chúng ta là dùng một cái vật nhọn này ha, cái dao hoặc là một cái gì đó để chúng ta sẽ xăm vào ha những phần mềm của thịt ha. Để xong rồi chúng ta ướp cho nó ngấm nhé các bạn. Đó, chúng ta xăm này, xăm vào cái thành phần của thịt nhé, cho nó thật đều lên. Cái chỗ nào mềm ra thì chúng ta cứ xăm vào ha, để chúng ta lại ướp cho nó ngấm vào. Rồi gà xăm xong rồi nhé các bạn. Chúng ta đổ sữa vào để ướp. Ướp khoảng là trên dưới 15 phút nhé. Ướp sữa nhé. Ướp sữa cho nó thật thơm, cho nó ngấm vào những thứ thịt. Và sau đó là chúng ta đổ ra cho ráo và ướp lại gia vị một lần nữa rồi mang đi hấp nhé các bạn. Rồi giờ ta ướp thịt nhé các bạn. Chúng ta bỏ muối vào này, bỏ ít muối nhá. Lượng muối là các bạn là canh cho nó vừa đủ nhá, đừng để cho nó mặn nhé các bạn. Đó, và tiếp theo chúng ta là rắc tiêu lên cho thật đều. Ăn bao nhiêu thì các bạn cho vào bấy nhiêu. Rồi bỏ thêm ít tương ớt cho các bạn, ít tương ớt. Bỏ một ít bột ngọt. Các bạn nào ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt, không ăn thì chúng ta bỏ bột nêm, tùy ha. Rồi chúng ta sẽ trộn cho thật đều. Đó, trộn cho thật đều nhé các bạn, để gia vị nó ngấm ha. Chúng ta để trên 10 phút nhé. Rồi trong lúc chờ gà ngấm thì chúng ta là pha chế bột để lăn. Chúng ta cho nửa ly sữa vào đây, hơn nửa ly sữa vào đây ha. Đây là sữa tươi không đường nhé các bạn. Rồi cho tinh bột mì vào. Và không quên đó là trứng gà. Chúng ta đập vào đây 3 quả trứng gà. Tùy theo cái lượng chế biến của các bạn nhé, mỗi người ăn bao nhiêu thì các bạn chế cho nó vừa ăn nhé. Còn tôi là tôi cho vào đây là 3 quả trứng gà. Và cho vào 3 quả xong rồi chúng ta là trộn khuấy lên cho thật đều, cho nó hòa quyện lại với nhau. Đó, chúng ta sẽ là khuấy lên cho thật đều nhé các bạn. Rồi chúng ta khuấy bột cho nó tan ra như thế này nhé, nó đều như thế này rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ bỏ gà vào nồi hấp. Chúng ta hấp gà. Và hấp gà khoảng trên dưới mười mấy phút cho nó ngấm các gia vị vào gà để cho chúng ta chiên nó mới ngon hai các bạn. Rồi gà được rồi,
chúng ta gắp ra để cho nó nguội nhé các bạn. Để cho gà nguội rồi chúng ta mới làm bột nhé. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ ăn bột, cũng phải nhúng gà vào bên sữa trước nhé. Đó, các bạn nhúng vào bên sữa trước, nhúng cho đều, thật đều. Đó, chúng ta lăn đi lăn lại thật đều rồi bắt đầu chúng ta bỏ vào bột mì. Lăn cho thật đều bột mì. Đó, chúng ta lăn cho đều rồi chúng ta lại bỏ vào bên sữa lại nhé các bạn. Chúng ta nhúng vào bên sữa lại. Đó, nhúng vào bên sữa. Rồi chúng ta mới lăn lại bên bột chiên xù nhá. Và các bạn muốn bao nhiêu lớp thì các bạn cứ làm như vậy. Hai các bạn muốn ăn dày thì các bạn cứ làm nhiều lớp lên. Thịt đã lăn bột xong, chúng ta bắt chảo lên để đổ dầu vào. Và chúng ta để cho dầu thật là sôi nhé các bạn. Đó, lửa cho thật mạnh vào để dầu nó sôi lên. Và lúc dầu sôi rồi thì chúng ta mới bỏ là thịt gà vào. Đó, sôi như thế này là chúng ta bỏ vào này. Bỏ vào các bạn là nhớ là trở liên tục cho nó đều và vàng cho đều nhé các bạn mới ngon. Đó, chúng ta là trở liên tục, giờ gà nó rất là vàng, rất là đẹp, đẹp mắt này các bạn ha, rất là đẹp luôn á. Đó, chúng ta bây giờ gà chín rồi ha, giờ chúng ta là gắp ra một cái vợt này để cho dầu nó ráo nhá. Chúng ta lấy một cái dĩa đặt một tờ báo vào đó hoặc một tờ giấy vào đó ha, để cho nó thấm dầu vào. Đó, bây giờ tôi vớt ra gà ra nhé các bạn. Rồi bỏ lên cái dĩa này nhé các bạn, có tờ giấy này để nó thấm dầu này. Vâng, thưa các bạn, vậy là một món gà rán kiểu KFC đã xong. Đây là đùi gà và cánh gà, thật là ngon và đẹp mắt, mùi thơm là bốc lên là ngào ngạt. Và các bạn ăn kèm với là tương ớt, cà chua hoặc dưa leo. Chúc cho các bạn trong những ngày nghỉ này vào bếp để nấu và làm cho gia đình có những bữa ăn thật là ngon. Và đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.